mọi người, mình vừa mới kinh nè. Ngày mai là cập nhật rồi các bạn ơi. Nhưng mà cái này quan trọng hơn nè các bạn ơi. Mình mới cập nhật ảnh đại diện nha. Đẹp trai quá. Trời ơi, bạn muốn được cộng 2 điểm nha. Cập nhật Black Together vào ngày 3 tháng 8 này các bạn ơi. Xem thử là trong cập nhật lần này có gì ha. Trong sự kiện lần này đó là chủ đề hóa thạch nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên là các bạn hoàn thành hóa thạch khủng long cùng tiến sĩ cổ bác nha các bạn ơi. Và các bạn sẽ nhận được một bộ trang phục miễn phí như thế này. Nhiệm vụ thứ hai là các bạn sẽ đi tìm chữ nha, hình tượng cổ đại. Thì cũng giống như những sự kiện lần trước ha. Và các bạn sẽ nhận được một bộ đồ miễn phí về chủ đề khủng long. Và đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh, ngày mai mình sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết ha. Và cập nhật sự kiện khủng long lần này cũng có bạn điểm danh, chế cho mọi người điểm danh lấy kim cương ha. Cùng với đó là đồ nữa nha mọi người. Ở ngày thứ hai thì các bạn sẽ nhận được một cái mũ khủng long nè. Ngày thứ bảy thì các bạn sẽ nhận được một bong bóng khủng long nha. Nếu mà điểm danh đủ thì các bạn sẽ nhận được là 40 kim cương. Còn cá mới nè các bạn ơi, mình hồi bữa thì mình tưởng là nhà phát hành sẽ cập nhật là cá tán trắng nè, rồi cá voi trắng này, nhưng mà không nha. Lần này cập nhật chỉ có một loại cá thôi nha các bạn. Con cá này là cá Saka gì đó, nó xuất hiện ở hố xanh nha mọi người. Rồi hóa thạch mới đây này các bạn ơi, thì trong sự kiện cập nhật lần này á thì nó xuất hiện thêm cái cục đá là mạch hổ phách nha mọi người. Khi mà đào thì các bạn sẽ nhận được là hóa thạch khủng long cũng như là hổ phách mới nha. Các bạn nào coi video hồi sáng của mình là cũng thấy rồi đó. Dành cho những bạn nào mà thích pet á thì lần này thì cũng ra nhiều loại khủng long đó nha các bạn ơi. Có tổng cộng là 7 loại khủng long mới nha. Không biết là trong 7 loại này thì các bạn thích nhất là loại nào. Rồi chi tiết hơn trong cập nhật lần này nè mọi người, nhìn chung hình thôi là các bạn cũng biết rồi đúng không. Bộ đồ này nhận miễn phí từ cái nhiệm vụ đi tìm chữ nè. Rồi hình nó có một cái gì ở phía trước của nhân vật hả ta. Và phía sau là có một con khủng long bạo chúa này, khủng long bay nè. Rồi con gì lạ lạ kia kìa mọi người. Thì những cái này thì dùng để decor nha. Và các bạn sẽ được chế tác ở trong sự chế tác ra bằng cách là các bạn phải thu thập những cái hóa thạch nha. Hóa thạch thì các bạn đi tìm những viên đá nè, viên đá bình thường mà mọi người hay đào đó. Hôm nay thì nó xuất hiện thêm một cái viên viên đá là mạch hổ phách nha mọi người. Rồi các bạn sẽ đi đào để mà chế tạo ra những cái đồ decor mới nha. Nhìn nó cũng rất là thời tiền sử đó mọi người. Và cái bộ đồ hồi nãy mình nói mọi người là cái bộ đồ này tên là Tyranno nha, Tyranno. Rồi đấy, thì đây là cái nhiệm vụ đi tìm chữ này các bạn ha. Dễ thương ha. Ui, nhiệm vụ tìm chữ thì nó cái màu này khó tìm nó nhanh, nó giống cái màu nền đó các bạn ơi. Đây trong hình này nó có một con bé nè, các bạn nhìn thấy dễ thương không? Ôi nhìn thấy dễ thương cực luôn các bạn. Hình như mấy con bé khủng long là con bé này cũng dễ thương luôn á. Chắc chắn là mình sẽ mua rồi. 50 kim cương một trứng cho mọi người, hơi bị mắc á. Rồi phía dưới này, đây con cá này, cá mới này xuất hiện ở hố xanh nha mọi người. Nó chỉ xuất hiện hố xanh thôi. Bóng máy thì ngày mai mình sẽ cầu thử và mình sẽ nói mọi người nghe nha. Saka Bamba Bit, trời ơi cái tên khó đọc quê đó mọi người. Và trong sự kiện lần này sẽ có sự kiện bắn pháo hoa chúc mừng sinh nhật Pro nha, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 nha mọi người. Đấy thì sẽ có thêm phần thưởng bóng thăm mới nè, rồi quà thư mới nè. Thôi các bạn nhớ ngày mai là mình sẽ hướng dẫn mọi người làm nhiệm vụ nha. Nhớ like video và đăng ký kênh để theo dõi cho mọi người chi tiết luôn. Hôm nay thì mình sẽ mở thư để mà cảm ơn mọi người đã tặng quà cho mình nha, nhiều lắm luôn. Đây, ôi có nick Enzo gì đây, Enzo này phát kê cho mọi người, trời ơi. Rồi tiếp theo nữa là bạn Ken nè, tặng cho mình một cái bàn ma quái. Cái bàn ma quái là dùng để làm cái bàn đúng không mọi người? Rồi mọi người tặng rất là nhiều luôn. Minh Đăng nè, rồi cảm ơn em nha. Rồi tiếp theo nữa là bạn Linh đúng không, bạn Linh, bạn Mon. Đấy, ký em đi ạ. Ký lên tường của anh trước nha, rồi anh mới ký ngược lại được. Rồi cảm ơn bạn Cherry nữa nè. Tiếp theo là bạn Viết, bạn Mẫn à, bạn Mẫn tặng một cái chậu bông nha, dễ thương luôn. Rồi tiếp theo là bạn Phi Tuti 2k8. Rồi cảm ơn em ha. Rồi cảm ơn bạn Lâm Bolero. Đấy, Bolero đúng không? Cảm ơn bạn Nguyệt nha. Rồi bạn Mina Kute nữa nè. Tiếp theo nữa là bạn Châu 2k12, Phúc Thiên, đàn em của Vũ Viking. Dữ chưa? Dữ chưa mọi người. Cảm ơn bạn Phong Mai. Bạn Phong Mai đi học đầy đủ nè, điểm danh đầy đủ nè, đường nè. Tiếp theo là bạn Bánh Kem Su. Bạn này cũng có trong lớp nè. Rồi Phúc Thiên tặng anh hai cái bàn đúng không ạ? Chắc là góp bàn để cho mọi người đi học đúng không? Cảm ơn bạn Bé Cupon nha. Anh Thư nữa nè.
Alex 080 tặng cho anh nè, hai rồi một cái chậu bông vàng luôn, tặng cho em cái tóc 27 thỏi vàng. Ui trời ơi, tặng em vàng đi anh, trời ơi anh không biết lấy vàng đâu mà đủ mà tặng hết cho mọi người luôn á. Rồi cảm ơn heo quay nha, heo quay này mình về mình chấm ăn ngon lắm luôn. Nếu anh kết bạn với em thì kêu cả lò kết bạn với anh luôn. Ai follow anh rồi, cảm ơn em luôn nha, cảm ơn bạn Khương. Rồi cảm ơn bạn Sukem 3344. Tiếp theo nữa là bạn Chuẩn. Đó, có ai không biết là gửi thư chữ mình không ta? Để xem. Sakakuri. Nhân vật này mình không biết nha. Cảm ơn bạn bé Jenny nha. Các bạn ma quái nữa. Em tặng anh Vũ Viking, em là fan. Rồi cảm ơn em rất là nhiều luôn. Cảm ơn đại nha. Rồi cảm ơn bạn Tuấn Bét đây nè. Rồi cảm ơn bạn Sơn yêu ha ha, thả tim thả tim. Rồi cảm ơn bạn Vi tới đây nha, đi em nghèo. Rồi cảm ơn nha, cảm ơn em rất là nhiều luôn, đã nghèo một tặng anh chi không biết nữa. Rồi cảm ơn Thỏ Cu Tiên nha, tiền sao kiếm cực khổ lắm á, tặng anh các bạn hết 3 ngày tiền sao. Rồi cảm ơn bạn Sumim nha, em phải ký lên từng anh trước. Rồi cảm ơn em nha, rồi cảm ơn em rất là nhiều luôn. Rồi bạn nào cũng muốn tặng được 16 thỏi vàng hết. Mình gom nãy giờ thì cũng được mấy trăm thỏi vàng để tặng cho mọi người đó. Rồi đó ơi, thì anh quà sinh nhật trẻ. Ủa sinh nhật đâu tháng này trời, mình tháng 2 mà đi tháng 8 mà ta. Thêm 500 em chọn một tủ. Thêm anh Vũ, mình đủ một đôi. Trời đất ơi, bây giờ nhặt quà còn được thả thính đó mọi người, xuất sắc luôn. Ký từng em, anh em ký từng anh trước nha. Rồi cảm ơn bạn Boy cục xúc nè, Babi nè, cảm ơn em luôn ha, trùng hợp quá, em cũng tên Vũ nè, đúng rồi, ai tên Vũ cũng dễ thương hết luôn á. Rồi, cảm ơn bạn Heo Caco nha, một cái bàn ma quái. Ui, hôm nay là có nhiều bàn ma quái để bày ra đi cho mọi người vào lớp rồi đó. Cảm ơn bạn Linh nha, ký đầu em á, trời, ký lên tường rồi, ký lên đồng á chị Hòa. Em không có nhiều tiền nhưng đây là tấm lòng em. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều nha, tấm lòng tao ự. Rồi, em đăng ký rồi, cảm ơn em nhiều nha. Ăn cà lem mèo, trời ơi có cà lem mèo nữa hả, cảm ơn em. Rồi Hào Linh Tinh Lam, cảm ơn em luôn. Rồi bạn gì thì leo tháp đúng không. Rồi cảm ơn em nha. Là 20 thỏi vàng nè, trời ơi có thiệt không vậy trời, xem. Rồi luôn 20 thỏi vàng, chắc cái này là đổi 20 thỏi vàng, chắc tới nhà em đổi 20 thỏi vàng đúng không. Rồi em tặng anh này, cảm ơn em nha. Cảm ơn bạn Quang. Rồi bạn này tên gì nhờ, ký tự đặc biệt mình không đọc được luôn. Rồi cảm ơn bạn Đạt nha, mọi người mà đặt ký tự đặc biệt là khó lắm luôn. Rồi các bạn này nè, mình gặp hoài luôn, cái tên làm sao mà đặt có thể dài vậy được ta. Rồi cảm ơn bạn Juni nha, lại Lan, trời ơi Lan báo tới rồi 16 tố bang nữa, có thiệt không trời ơi, các bạn ma quái hả, trời ơi Lan báo này chứ bang hay Lan hay ngủ gì, Lan báo nha. Rồi cảm ơn em Lan nhiều nha. Rồi Phương Anh nè, rồi cảm ơn em luôn. Rồi bông xin, rồi bông xin đẹp, cảm ơn em NDK. Rồi ký em hả, em mới ký lên tuần anh trước. Rồi cảm ơn bạn Kaya nha, Kaya 49 nè. Rồi hôm nay là mình đọc tới đó mọi người, bây giờ mình đọc hết thư, tổng cộng là 400-500 thư á, mình đọc hết chắc tới mai 2 cập nhật xong đó mọi người ơi. Nếu bạn đang thiếu game để chơi, ở đây có kho game online cho các bạn mà không cần tải luôn. Game hay online.com nhé.